Đấy thì cái bài này nó có dấu hiệu khá rõ của phương pháp đồng đẳng hóa được, bởi vì các cái chất nó đều viết rất rõ cái đặc điểm, cho rõ cái đặc điểm này. Khi nào nó cho rõ đặc điểm này mình nên đồng đẳng hóa xử lý cho giữ, nhất là số liệu mà cảm thấy đủ nữa chứ nó. Thì đầu tiên người ta cho em là gì đây? Đấy ghi là hai chất thuộc dạng đồng đẳng của axit lactic, thì mình sẽ chọn lấy một chất làm đại diện thôi chứ không chưa chọn cả hai bộ, cứ chọn lấy một chất nữa. Một chất thì là chính là axit acrylic này, nó sẽ là axit acrylic này. Nếu sau đó thì thành các nhóm xếp hai nhé, ancol có cùng số nguyên tử carbon với x, được chưa? Thì ancol x thì axit AC, ra là ancol bé nhất không phải AC. Bởi vì đây này nó cho là ancol là cùng số nguyên tử carbon với x. Này, sao vì sao mình lấy C3H6OH này lần lượt được chứ mình không lấy thằng C2H4OH này lần. C2H4OH này lần thì cũng được nhưng mà về công về sau mình sẽ mất phân ghép. Nếu mà mình lấy được luôn đúng cái chất này sau mình ghép nó nhạt hơn, mình bước ghép thì khi này mất thời gian. Như vậy chất đại diện cho ancol nhé, người hiểu chỗ đại diện cho ancol rồi chưa, nó sẽ là C3H6 hai lần này, T là ST2+ tạo bởi XYZ, XY và Z, tức là ST2+ tạo bởi thằng này luôn. Cái này chúng ta biết gọi là C2H3 này, C2H3CO hai lần này, đúng không? C2H3CO hai lần này, C3H6 đấy. Mình cùng ngắm thêm nhóm số 2 nữa. Vì đây nó quá ngon là mình đã có đủ bốn dữ kiện để mình giảm bột này. Oxy là 2 này. Nước là 3 này. Brom là 4. Đấy, bốn dữ kiện để giảm thôi. ABCD. Mình xét được là ABCD đi. Khi nào nó là bốn chất luôn. Mình xét luôn thì mình đặt đến bây giờ. B này. C này. B. Mình nhập ra đó. Bạn nào bấm được cái chữ 4 à? Dương Dương Lâm vấn luôn. Chúng ta sẽ có là gì? Có chương trình là 11/16. Và hiện thì cái axit acrylic là 12. Còn mấy thằng ancol là 16. 62,6. Cái này ancol là 62. C này thì không nhớ là chúng ta có thể cộng nước này. C thì cái gốc này nó sẽ là 71. Gốc này trên này bỏ đi 1 hydro mà 42. 42 thì con mình nhớ oxy đó, oxy cho rồi. Chúng ta nhớ cái nhớ lại oxy cho thầy nhỉ? Cần nhắc lại không? Oxy từ đếm nhà thôi nha. Có mình nên bỏ luôn cho này, mình bỏ cái này nên bỏ, trời tối làm gì đến vào trong một chú đi nó mệt, thì chúng ta sẽ có công trình nó sẽ là gì? Đấy nhưng khi bỏ rồi thì chỗ này nó chỉ còn lại là C mấy mấy đến vào thì nó sẽ là C2H4, C2H4 như vậy là sẽ là A C4. Thì còn cái kia là C3H8O2, cái này các cồn để nguyên nhé. Các cồn thì không bỏ con chưa được đâu, bởi vì nó không rõ. C3H8O2 thì sẽ là B, C3 carbon, hydro là 8, oxy, oxy là 2. C này thì mình bỏ CO đi cho nhé. Bỏ CO đi nhé, thì em nhân nhanh C4H6 nhân 2 lên là C4H6 cộng C3H6 thì được mà. Bỏ CO đi. 4 cộng 3 là 7. 3 nhân 2 là 6. Cộng 6 nữa là 4. 2 chia cho 4.
với thằng D này thực ra mình nên đối luôn được nhóm C2 là nhiều người rất là có thích đấy cả 2/4 nó thêm xảy ra là oxy bao nhiêu 13.216 chứ để nguyên này trong theo đấy là thằng theo đấy là do cho mình là nước cho nước cho nước nước thì nghe không đó. Đấy thì mình gặp về Nhật đó. Nên ta có 4 hero này. 4 hero thì nó sẽ là còn nghe thôi. Nên mình có 8 hero. Thì nó sẽ là 4 nước. 4 hero mình đến cho nó đấy. 6 cộng 6 là 12. Là 6C. Cái này sẽ là 2 hero thì sẽ là 1 nước. Đúng không? Cái bằng không? 9.36 chứ không 18 cuối cùng là đời bro bro chúng ta phải xác định nhanh là nó tác dụng ở đâu bro tối đa với bro bro này thì cái nối đôi này là tỷ lệ 1:1 cái này không phải đúng này acid này nó sẽ là tỷ lệ 1:1 nhé vì một nối đôi cái này thì chúng ta thấy là nó chính là cái này thôi nhưng mà có hai gốc thì nó sẽ là hai nối đôi sẽ phải hai sen. Này thì phải hiểu thì công viên không tác dụng, ngành không tác dụng, bằng sẽ không bố. Nếu đủ bốn phương trình rồi em bấm vào cái này sẽ là ABCD. Nhân ra A là 0,02. A là 0,02. B là 0,1 ạ. C là 0.01 ạ. D là 0,02. Vậy chúng ta thấy là nhóm số ở đây nó sẽ có một cái điểm đặc biệt cho mình làm được bài này. Không thì nó sẽ phải có dữ kiện nữa để ghép. Chúng ta thấy là số mol nhóm C2 nó nhỏ hơn số mol ancol. Cho nên là không cần phải ghép ở đây. Đúng không? Bởi vì nó ghép vào đây thì tối thiểu nó phải bằng đó. Muốn ghép một nhóm C2 ở đây thì tối thiểu nó phải bằng đó. Đi không ghép vào cùng đi không được không ghép thêm nhóm trên này là không cùng nhưng mà tuy nhiên thì chúng ta cũng thấy là N xếp 2 thì nó như vậy NC2 nó sẽ phải ghép vào cái gốc axit của axit này và của S này vì cái xe nó tự cấu tạo từ các axit mà chúng ta mình ghép được chứ hai ghép ở đâu tức là được phép ghép ở đây thôi chứ còn cũng chưa tìm ra được nó là chất nào thì phải chỗ vừa bàn cũng trả cho vừa bàn cũng trả bốn bốn đúng không chúng ta biết là ghép ở đây thôi để biết rằng là cái nhóm C hai nó sẽ đi hết phần bối chứ nó không đi vào côn thì cái tiền này cũng rất quan trọng chứ không phải là không chúng ta cũng biết thì chịu không tính là đã hiểu bước ghép này chưa? Chúng cần thầy phải giải thích lại. Bởi vì sao chúng ta ghép vào đây số mol nó cũng nhỏ hơn đấy. CH2 này nó cũng nhỏ hơn muối này đấy. Nó hơn các acid này, này. Nhưng mà cái này nó là ấy này, này. Nó hai chất của dễ đồng đẳng. Cho nên là nó bé hơn cũng được, bé hơn thì vẫn được. Chứ còn cái này thì không được bởi vì ancol này nó phải là số nguyên. Tức là CH2 mình ghép vào ancol nó phải buộc thành số nguyên. Chứ còn CH2 mà ghép vào các cái muối này nó có thể là số lẻ được bởi vì ở đây nó là hai cái axit nhé nhiều chưa đó không được vì axit vì là có hai axit đúng không
chữa lành. Chúng ta lưu ý cái này là khi từ sau chúng ta ghép chúng ta để ý sẽ còn nhiều hàng. Nhưng bài này thì không cần ghép nữa. Chúng ta chỉ biết là nó nằm trong group này thôi là được. Đấy, để chỗ này mình mới suy ra được là gì. Ở đây thì mình mới chỗ đỏ này vào đây nhé. Còn chúng ta viết xuống dưới. Vậy là muối nó sẽ gồm gì? Vấn đề mình sẽ có muối nó gồm gì? Muối nó sẽ gồm có cái này là chúng ta viết thành C2H3. C2H3. Amon của nó sẽ là gì? Chỗ này là amon. Chỗ này nó sẽ là cộng 2C. Xong chúng ta cộng vào hai thằng thì đương nhiên là chỉ có gốc trên 3 6 á, bí chưa, bấm đốt cho thầy xem ra bao nhiêu. 4,68 chắc chắn 4,68. Bí chỗ ghép này chưa, chỗ ghép này cần phải giải đáp lại nhé. Chú ghép này cũng cần phải nói lại đấy. Rồi, các bạn cho im liền.